xin ở trên Thủ Đức. Từ đây thì về thì trong nhà bây giờ hôm nay mùng 8 rồi, còn gì thì ăn nấy. Giờ xin mời hai đầu bếp tự tiện, ai ở nhà mình cũng vậy ha, tự tiện vô bếp rồi tự tiện làm thức ăn. Rồi giờ các bạn uống nước đi. Giờ trước đi uống nước, cái nhà đi xa rồi, đi uống nước rồi uống nước. Tự nhiên cái vô, chưa có xuống bếp rồi đi lên phòng nằm trước, rồi đi xuống sau. Bây giờ mới mời nước. Nước đó. Đây. Thương quá à, con kìa. Dạ, nghe đó, nó nghe đó, giỏi lắm đó. Cục vàng đó. Vàng nè. Đúng rồi, đương nhiên tao thấy tao phải làm gì đúng. Hai người đẹp được tôi đứng. Rồi giờ các bạn muốn thích cái gì các bạn làm đi. Giờ bánh tét đi ha. Giờ các bạn cắt bánh tét đi. Bây giờ là bánh tét ăn tôm khô của chị chơi nè. Đây cái dao này. Không ai mà vô bếp mà toàn là bận đồ xịn quá nè. Này là toàn là mẫu hậu mà. Này em chuyên nghiệp hay chưa, bánh thót luôn ha. Đẹp không, cắt sắc nét luôn. Cắt cái nào ra cái nấy. Đủ rồi không, cứ cắt đi, cứ cắt hết rồi chứ để ai ăn. Rồi lấy thêm cái dĩa đi Điệp. Được rồi. Không, để lấy cái dĩa nó cắt nữa đi Điệp ơi. Thế hơn một cái tiêu Điệp. Điệp ở nhà nghề không? Đây có nhà nghề cắt bánh không? Vậy nó khỏi cần chỉ như ngày xưa. Con dao cũng cắt bén lẹn thôi á. Nó kể được không ta? Cái gì? Dĩa nào cũng được, nhà chị của mấy chị em mình thôi mà. Dao vậy là cắt mới ngon. Bây giờ đây, mời cả nhà ăn bánh tét nha. Chưa gì đó, bánh tét ra rồi, bây giờ bắt đầu. Nè, tuyệt vời lắm đó. Rồi, bánh này là ở thành phố cũng có đâu. Rồi. Rồi, bây giờ tới củ kiệu. Đây, củ kiệu tôm khô. Hôm nay mùng 8 rồi, còn nhẹ nữa. Nữa đi em. Trời, cái gì nó đầy đi cho nó đầy đặn. Lúc thợ từ xa về mà cho ít quá đồng nghiệp thợ. Cái này có cho miếng tường như thế không? Không, được rồi chị. Okay. Rồi, có. Có dưa món đây, lấy dưa món hay quá ha. Đây thấy không, nhà mình mà mình không rành mà đẹp. Đây, nhà, hủ dưa món. Ngon. Cái gì dưa món hả, mình cũng có cây hầy dưa luôn. Đây. Có là vinh xuống hết. Bây giờ lấy lập xưởng thêm nào. Thôi, không ăn lập xưởng. Không ăn ha. Rồi, về em măng. Cái này dưa chua. Thôi thì có rồi, xong. Phải chua ăn không? Thôi, thổi. Đây, phải. Okay. Cái này tôm khô củ kiệu rồi chả kìa. Bây giờ cắt chả lụa đi. Bây giờ nem nè, cắt nem trước đi. Này nem hả? Nem chả lên cây này thôi, lấy chị hai cây chị. Một cái ấy đó, một cái đi chả bò hay gì nhiều quá mình không biết cái nào là cái nào hết. Ăn cắt ra thì mới biết nha quý vị. Là cái này là chuyên gia đầu bếp đó. Ra cắt ra rồi mới biết. Đây là nem. Này kia chưa? Hay không? Rất là đều đặn luôn. Rồi lột ra. Ủa không ấy hả? Nè. Để như mình làm ăn mình thấy đó, để một chút của mình ăn mình lột. Trời. Ok rồi. Rồi bây giờ nem. Đây là dĩa nem chua nha. Đẹp rồi. Giờ đến
tính ra giá lụa. Gì đi? Cảm ơn bạn đã khen. Bạn đã khen nhà mình. Tới nhà mình cũng nhà cái bếp là biết người như thế nào rồi nữa. Thấy không? Thấy quý đi hoài chứ, quý đi hoài nhưng mà nhà cửa không thể sạch sẽ ăn nắp còn rẻ chứ. Thấy không? Không phải là quý đi hoài mà nhà cửa quý dơ giấy đâu, cũng khó nha. Đúng không đẹp? Đây là chả lụa, còn cây nó không biết cây gì. Cái này ốc xuống lên chị, ốc vô. Rồi, đó mình để vô trong tủ lạnh. Rồi bây giờ đây là chả bò, hay là chả gì cũng biết, hay là pate gì cũng biết. Giờ thủ. Đây là giờ thủ các bạn. Đây giờ thủ. Rồi được rồi, cắt hai phanh vậy đó, mình ốc vô được rồi. Được rồi. Lấy diện lập xuống. Đây thấy thấy chuyên gia. Chuyên gia làm gọn rẻ ngăn nắp. Không có vô để. Bây giờ không có khách mà nó không miếng rồi. Thôi cắt. Tụi mình biết làm sao mình nói con mình này nó hư cho nó. Ở nhà này người đi với chó không có đi. Mình nói vậy cười quá. Cắt luôn hả? Đó, cắt từ từ rồi. Rồi vậy nó không có thành như phanh vậy đi rồi đây giờ ở đây là giờ thủ không à rồi đây quay đi nha đây xin mời cả nhà bắt đầu thưởng dùng nha nhậu 1, 2, 3 bắt đầu đi nha. Được không á? Được. Nếu như đó anh cũng bán bò mừng chứ bộ. Để cái dầm quay xuống. Ừ, để dưới này nè. Ở dưới đó, nó có đó. Ừ, cho nó rộng. Trời, ngăn nắp quá ha. Rồi, rồi cái này để dẹp vô đây. Bây giờ hôm nay là ngày 8 Tết rồi. Hôm nay mình là dịp cọc. Tất cả chị đi chơi cùng một người em à, hôm nay mình xuống làm đầu bếp. Xong rồi bây giờ bắt đầu là mời cả nhà cùng thưởng thức ngày 8 với mình. Và năm mới cũng sắp tàn vào mùa xuân rồi. Nhưng mà để được chúc tất cả các anh chị em, cô bác hưởng một mùa xuân vui vẻ và bạn sự như ý. Trời mình thay là thay mặt bà con cô bác cảm ơn chị Kiều Ngọc nha. Nào bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng dự tiệc ngày mùng 8 với tụi mình nha. Đây xin mời, đơn sơ ở nhà có gì thì làm nấy thôi. Cái này là mừng hợp mặt á. Tân niên. Dạ, rồi. Rồi xin mời các bạn ấy đi. Rồi xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Thật ra giờ mình ăn em đi. Kiểu
Ăn kiểu ăn nem mấy chi mi mấy bà cũng ăn gì mấy bà ăn kiểu ngon quá ngon trời cái đó quý làm đó nha đừng có tưởng đừng tưởng thấy quý đi hoài mà quý không phải nào chợ đâu nha quý là làm kiểu là số 1 đó thì chị Mai đi ai bây giờ chắc sẽ ai ai biết thì tùy coi được à, bây giờ đi đi gọt cái xoài khác ăn nha nãy giờ không biết có đủ cái nhảy nè thì gọt cái dưa đi gọt cái dưa đi ôi dưa đây được rồi chị quý ơi quý em no lắm rồi nó thiệt nói thiệt thì ngon quá thì đầu năm này ăn là chưa chưa đồ quá tình nghĩa chị vậy đó hôm nay là ăn cũng như là quá lớn ăn quá lớn ăn chắc lên chắc 60 quá giờ mới 58 quá ăn là cũng như là thành 60 rồi khéo con người khéo ta hay làm ha chị không biết làm chị biết ăn bởi biết làm thì khổ cái gì con đi ngày xưa hỏi là mặc cái con ốc á gọt cái xài nó chồng hơi cái xài là hết mà cái gì con đi sao mà mình cũng không làm mình là mẹ nhưng mà mình nói nó không làm cho em đi chứ nó làm gì rồi thế là con đi làm thành ra em với con út và con sướng với người nào biết làm nhớ là con đi nó làm không năm nay là em chơi hơi nhiều gọt cái gì ăn hả gọt cái gì ăn không gọt cái gì bọc lại bỏ đây chứ của em ăn cái chín chưa dứa này hả nó mềm mềm đây rồi nè cái chín rồi đó chị để mai là nó đen vô trái nó luôn đó ở đây bây giờ đến màn cắt dưa nha cái đỏ không nha à, trời ơi cái dưa đỏ quá mùng 8 cái dưa cũng đỏ mùng 1 cái dưa cũng đỏ hôm nay quý hên rồi cái dưa này đỏ quá dao cắt sướng ghê đó hả à, hôm nay mùng 8 mà cắt dưa 1, 2, 3 em trời ơi tuyệt vời tươi luôn tuyệt vời luôn á hôm nay là gia chủ là mang may mắn rồi nè trời ơi tình đỏ như son tình đỏ như son tiền cũng đỏ như son chứ đừng có tắt rồi tiền quá ngon thấy không à. Ăn cái dưa cái mê không nó cắt nó trái còn nó trái bỏ vô đi ha à cũng được như nó trời ơi coi cái dưa nó mê chưa mê quá mê người cắt mê người cắt hơn mê cái dưa quá ngon dưa không ngọt sướng luôn con dâu nó mua đó biết lần lên quán nhỏ gì là khéo quá chị hôm nay ai cũng khen nó thấy mừng nè quá tuyệt vời rồi giờ lại thấy muối ha ừ gọt đi ăn đi ha hôm nay là lợi nhà quý là nhờ hơn gọt dưa là thấy tuyệt vời quá rồi nữa nha hên đó hai bạn này không chịu gọt cái dưa sợ nè sợ gọt ra nó không có đỏ thì không đỏ thì xui nè nhưng mà hên lắm hôm nay mùng 8 mà cái dưa của quý nhà quý nó vẫn còn đỏ chét như vậy là tuyệt vời mà ai thì chạy chứ đó ai đi cầm đi đi qua chị cái dưa đỏ ngon quá trời ăn miếng nè ngon không ngọt quá trời ngọt quá cần muối không để lấy muối nè rồi mỗi người cứ ăn đi 1, 2, 3 ôm ngọt quá ngọt ngọt chị ngọt hả ngọt là mừng rồi biết sao sợ quá tuyệt vời luôn hôm bữa mùng 1 á cắt bổ dưa ra cũng đỏ chét như vậy nè hôm nay mình sợ cái trái dưa hôm nay nè hôm nay đến mùng 8 rồi thì nó không được đỏ mà sao nó cũng đỏ mà nhìn cái tuyệt vời luôn á năm nay hơn rồi ủa mà năm nào cũng hơn chứ
Ủa nãy cái đau để đây quên chú à hả? Không đâu ghét nãy kể mấy gì lập phát. Trời ngọt không? Cần muối không? Ngọt, quả ngon da dừa. Ngon quá. Tôi rau hạnh thì quá vui ăn ăn nữa. Ăn nữa lên nữa cái. Trời ăn chút mà làm gì mà lên đi chê. Nè có đây coi. Gặp nè.